Con quái thú này trông có vẻ đáng yêu. Nó vừa ra đời không bao lâu, nhưng sức phá hoại của nó thì khiến cả vũ trụ đều khiếp sợ. Trong chớp mắt, cả một hành tinh bị tan thành tro bụi. Thậm chí thú vũ trụ trưởng thành còn dùng hành tinh làm thức ăn. Năm 2020, lúc thú vũ trụ vẫn là một quả trứng, Bạch Tuộc Anh đầy dã tâm xâm chiếm trái đất. Dưới sự dẫn dắt của bậc thầy phép thuật chú tóc bạc, mọi người đã đuổi Bạch Tuộc Anh xấu xa đi, nhưng lại vô tình làm vỡ mặt trăng. Còn Bạch Tuộc Anh luôn đợi ngày quay lại trả thù. Vì trận chiến này, loài người đã quay về thời tiền sử. Ngay cả một miếng bánh quy cũng là món ngon hiếm có, vài người phải chia nhau ăn. Trái đất cũng bị những nền văn minh khác trong vũ trụ phát hiện ra. Người ngoài hành tinh ở các hành tinh khác đều muốn quản lý trái đất. Chú tóc bạc, người bảo vệ trái đất và người ngoài hành tinh đưa ra thỏa thuận, đó chính là giành quyền quản lý trái đất bằng một trận bóng, cũng tức là phải chiến thắng đội tuyển quốc gia. Bạch Tuộc Anh giáp tâm quay lại trả thù đã tìm ra trứng của thú vũ trụ. Nhưng hắn cần gen của nam chính anh đẹp để ấp trứng. Thế là hắn phái Bạch Tuộc Em đi tìm anh đẹp và mang gen của anh về. Ngày hôm đó, anh đẹp về nhà nhìn thấy mẹ bị bệnh ngất xỉu dưới sàn. Thế là anh đến tiệm thuốc để trộm thuốc. Bạch Tuộc Em âm thầm theo dõi anh đẹp. Cô ta biến thành một cô gái lang thang, giúp anh đẹp trộm thuốc để giành lấy sự tin tưởng của anh. Nhưng họ bị cảnh sát phát hiện. Lúc họ bỏ chạy, anh đẹp bị xe hàng tông trúng. Tai nạn này cũng khiến siêu năng lực của anh đẹp bị đánh thức. Khi anh đang ngạc nhiên về siêu năng lực của mình, Bạch Tuộc Em tìm ra anh và đưa anh về nhà. Nhưng thật không ngờ, Bạch Tuộc Em lại giỏi thả thính như vậy. Cô ta đưa tóc của anh đẹp cho Bạch Tuộc Anh. Bạch Tuộc Anh kích động, dùng nó để ấp trứng thú vũ trụ nhưng lại bị thất bại. Thì ra gen ở trong tóc vẫn chưa đủ, cần dùng gen trong não anh đẹp. Siêu năng lực của anh đẹp bị chú tóc bạc để ý, mời anh gia nhập đội tuyển bóng đá quốc gia, hứa sẽ chữa khỏi bệnh của mẹ anh. Nữ ngôi sao chị đẹp mà anh đẹp yêu thầm cũng lên tiếng mời anh. Đến căn cứ, trước tiên là khử trùng, sau đó chú tóc bạc trang bị áo giáp thông minh Siri cho anh đẹp. Siri, giúp tôi bật một bản nhạc Dao Jin đi. Vì anh đẹp là người mới nên cần được huấn luyện trước khi nhận nhiệm vụ. Được chị đẹp tận tay chỉ dạy, anh đẹp nhanh chóng học được phép dịch chuyển tức thời, dần dần kiểm soát được siêu năng lực của mình. Thú vũ trụ nhỏ tuổi, tuy đáng yêu giống như mèo con, nhưng sức chiến đấu của nó là vô địch vũ trụ. Nó có thể dễ dàng đánh bại phi thuyền vũ trụ của các hành tinh. Một ngày trước trận đấu, anh đẹp dẫn chị đẹp về nhà chữa bệnh cho mẹ. Mẹ nói cô gái này vừa đảm đang lại xinh đẹp, con phải nắm bắt cơ hội. Nhưng anh đẹp vừa quay người đã chui xuống ống cống, đi hẹn hò với Bạch Tuộc Em. Bạch Tuộc Em tặng anh một viên đá may mắn, nói có thể giúp anh thắng trận đấu. Ngay lúc hai người đang ve vãn nhau, chị đẹp mò đến nơi, bầu không khí trở nên ngại ngùng. Trên đường về căn cứ, chị đẹp không thèm đếm xỉa đến anh đẹp, rõ ràng là có người đang ghen. Vào ngày diễn ra trận đấu, đối thủ của họ là nữ lực sĩ từ hành tinh Titan, trông rất có cảm giác an toàn. Còn hòn đá mà Bạch Tuộc Em đưa cho anh đẹp thật ra là đá phép thuật hắc ám chứa virus. Trận đấu vừa diễn ra được một nửa, chú tóc bạc đã phát hiện có gì đó sai sai. Ông ấy nói với anh đẹp có thể đây là âm mưu của Bạch Tuộc Anh. Lúc này anh đẹp mới biết có thể đá may mắn do mình đem vào đã gây ra họa lớn. Khi anh ta chạy đi điều tra thì đã quá muộn. Virus đã xâm nhập vào sân thi đấu, mọi người đều đối mặt với nguy cơ bị lây nhiễm. Cuối cùng, toàn bộ thành viên đội bóng dốc sức hợp tác, đá phép thuật hắc ám đã bị đánh bại. Sau đó, anh đẹp đi tìm Bạch Tuộc Em để tính sổ, nhưng bị Bạch Tuộc Em khống chế, cũng dần dần lộ ra bộ mặt hoa nhường nguyệt thẹn của mình. Đã nói phụ nữ càng xinh đẹp thì càng không thể tin lời cô ta nói mà. Bạch Tuộc Em dùng máy khoan lấy gen não của anh đẹp. May mà Siri kịp thời xuất hiện cứu anh đẹp. Bạch Tuộc Em tiêm gen của anh đẹp vào trong quả trứng khổng lồ, thú vũ trụ được ấp nở. Thế là Bạch Tuộc Anh chui vào trong cơ thể thú vũ trụ, sau đó khống chế nó một cách thô bạo. Bạch Tuộc Anh tinh luyện cầu lửa hủy diệt ở trong cơ thể thú vũ trụ, ném vào trái đất. Người trái đất và người ngoài hành tinh kết đồng minh, họ quyết định hợp tác cùng phòng thủ cầu lửa. Thú vũ trụ đột nhiên tập kích, làm hàng trăm chiến hạm của trái đất và phi thuyền của người ngoài hành tinh cấp tốc chuyển sang tư thế sẵn sàng chiến đấu. Vô số phi thuyền bay vào không gian cùng bảo vệ trái đất. Lúc này, thú vũ trụ đã bị phi thuyền vũ trụ bao vây. Chỉ huy chiến đấu ra lệnh cho toàn bộ phi thuyền cùng tấn công thú vũ trụ. Vô số tia lượng tử vàng được bắn ra, bám vào người thú vũ trụ. Dù làm vậy, nhưng họ vẫn không ngăn được nó. Thú vũ trụ nhanh chóng thoát khỏi chùm tia lượng tử, đâm thẳng vào phi thuyền của chỉ huy ngoài hành tinh. Ngay lập tức, toàn bộ phi thuyền bị nát bét. Điều khó tin nhất là năng lượng phát ra khi phi thuyền nổ tung lập tức bị thú vũ trụ hấp thu. Nó chẳng khác nào một lỗ đen toàn thân mọc lông trắng. Thú vũ trụ đang xoay vòng giữa các phi thuyền, nhanh chóng chém đứt phi thuyền, giống như Ninja Fruit. Nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ, chú tóc bạc quyết định chui vào cơ thể thú vũ trụ để ngăn chặn Bạch Tuộc Anh. Tình hình chiến sự trên trái đất cũng khá cấp bách. Để ngăn chặn mấy quả cầu lửa, biệt đội siêu năng lực cũng bận tối mặt tối mày, dần cạn kiệt thể lực. Một vài quả cầu lửa xé tan lớp màng phòng thủ, bắn thẳng xuống dưới đất, gây ra thương vong lớn. Mọi người bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Lúc một quả cầu lửa sắp rơi xuống đất,
nó lập tức bị đội siêu năng lực chặn lại. Nhưng dư chấn của nó đã trực tiếp phá hủy tòa cao ốc ở gần đó. Thấy một quả cầu lửa sắp bay vào hai người nọ, anh đẹp dịch chuyển tức thời đến cứu họ. Tiếp đó, anh dùng chân đá quả cầu lửa. Không ngờ sau lưng lại có một quả cầu lửa bay đến. Anh đẹp bị cầu lửa bắn trúng, nhưng nó lại kích hoạt sức mạnh hệ lửa trong cơ thể anh đẹp. Anh vội bảo Siri biến thân thành áo giáp. Áo giáp bó sát người, rất ra dáng xây gian trong 7 viên ngọc rồng. Anh bay lên trời, hấp thu từng quả cầu lửa. Mọi người nhìn thấy đều cực kỳ ngạc nhiên, có cả chuyện như vậy à? Mặt khác, chú tóc bạc dẫn chị đẹp chui vào trong cơ thể thú vũ trụ. Nhưng Bạch Tuộc Anh không còn là Bạch Tuộc Anh trước kia nữa. Cuối cùng, chú tóc bạc bại trận, bị giết chết. Trận chiến kết thúc thảm hại. Sau đó, anh đẹp cũng bay ra không gian, nhưng vô tình đến với thế giới tinh thần của thú vũ trụ. Thú vũ trụ phát hiện ra vị khách không mời này, lập tức chạy đến. Nhưng khi nó lại gần anh ấy, một cảm giác kỳ lạ ập đến, nó vội bóp phanh. Đây chính là người mà ta cần tìm. Anh đẹp sờ trán thú vũ trụ, nó lập tức hóa thành một con mèo con đáng yêu, làm nũng trong lòng bàn tay anh đẹp. Thú vũ trụ chảy ra một giọt nước mắt, giao cho anh đẹp. Như vậy thì họ sẽ bị trói buộc cả đời, không cần phải trả tiền công. Còn Bạch Tuộc Anh, tim phản diện vẫn không cam tâm chịu thất bại. Hắn ta đứng trong cơ thể thú vũ trụ, bóp tim của nó. Thú vũ trụ đau đớn gào thét. May mà nó đã xem phim của Châu Tinh Trì. Nó dùng chiêu phong hỏa luân vô địch bắn Bạch Tuộc Anh và lò bác quái của hắn ta ra ngoài. Cuối cùng, Bạch Tuộc Anh bị lật đổ. Anh đẹp trở thành chủ nhân của thú vũ trụ. Thú vũ trụ cũng dùng keo 502 giúp loài người phục hồi mặt trăng đã vỡ nát. Cuộc sống của con người được khôi phục sự bình yên vốn có.